Chương trình đêm hội trăng rằm được tải hiện đầy đủ và rực rỡ sắc màu do chi đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh mang đến cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở A Túc. Các em đã có mặt từ rất sớm để được tận hưởng không khí rộn ràng, vui tươi trong ngày hội tuổi thơ của mình. Niềm vui, sự hào hức hiện rõ trên từng khuôn mặt. Vui sướng khi tận mắt chứng kiến chị Hằng, chú Cuội và cả đôi lân sư tử đến với bản làng của mình. Ở miền núi chúng cháu thì rất ít khi được tổ chức trung thu và nhiều khi bố mẹ đi làm rễ mệt và không nhớ những ngày hội như này. Cháu thấy rất là vui khi được tham gia đêm hội trăng rằm hôm nay và xin thay mặt các bạn cảm ơn đến các anh chị đã tổ chức ngày hội rất là bổ ích và ý nghĩa, được gặp chú Cuội và chị Hằng, được xem múa lân và được nhận các phần quà ý nghĩa. Xã Lìa, nơi trường tiểu học và trung học cơ sở A Túc đóng chân, là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa với hơn 95% hộ dân là người đồng bào dân tộc Pa Cô. Người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào nương rẫy, đời sống còn nhiều khó khăn. Khi bữa ăn hàng ngày đang còn là nỗi lo, thì việc có bánh trung thu, có lồng đèn trong đêm trăng rằm trở thành niềm mơ ước của nhiều trẻ em vùng cao. Và có những em học đến lớp 7, lớp 8 nhưng chưa một lần được phá cổ trung thu. Thực sự hôm nay các thầy cô trong toàn trường cũng như tập thể ban giám hiệu nhà trường cũng rất là vui. Và thấy được rằng cái tình cảm của hai chi đoàn ban quản lý khu kinh tế tỉnh và chi đoàn văn phòng ủy ban nhân tỉnh đã quan tâm giúp đỡ cho trường để tổ chức được một buổi trung thu. Và rất là lâu rồi, đây là dịp để cho các em vui chơi cùng với chị Hằng và chú Cuội. Cái dịp diễn ra cái chương trình hôm nay là ngay sau cái chương trình khai giảng, đây là động lực để cho các em tới trường, giúp cho nhà trường duy trì được sĩ số. Các em ở đây là vùng sâu vùng xa, địa bàn đi lại khó khăn, nhưng mà qua những ánh mắt cách nhìn của các em cũng như tình cảm của các em, bản thân tôi cảm thấy rất trân quý những cái tình cảm của các em ở đây, sự hồn nhiên, vui vẻ, trong sáng của các em. Thông qua dịp này thì những cái dịp sau thì hứa hẹn chúng tôi sẽ tổ chức những cái chương trình quy mô hơn và sẽ mang đến những cái niềm vui cho các em thiếu niên nhi đồng ở những vùng núi xa xôi. Những đêm hội trăng rằm rộn rã, lung linh sắc màu diễn ra ở khắp nơi các địa phương miền núi thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cả cộng đồng dành cho các em thiếu nhi là đồng bào dân tộc thiểu số. Các em đón Tết Trung Thu tròn niềm vui, ấm áp yêu thương, từ đó có thêm động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, hướng đến tương lai tươi sáng hơn. Tại đồn biên phòng Thanh phối hợp với nhóm thiện nguyện Bữa Cơm Vui Vẻ 10 tổ chức chương trình Trung Thu cho trẻ em vùng biên. Chương trình diễn ra tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa với sự tham gia của hơn 400 trẻ em. Những hoạt động chăm lo cho thiếu niên nhi đồng ở khu vực biên giới vào dịp Tết Trung Thu được tổ chức thường niên với sự chủ động của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, cùng với sự vận động của các đơn vị, tổ chức cá nhân cùng chung tay chăm lo cho trẻ em. Qua đó, gắn kết thêm tình cảm quân dân nơi các đơn vị đóng quân.